Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn Về một dự án rất là đình đám Và rất là tiềm năng Dự án có tên là uh, Sochick uh, Dự án này là dự án game play to earn Được xây dựng ở trên nền tảng Của Solana nha các bạn Đấy thì các bạn có thể thấy cái đồ họa game này Các bạn có thể xem uh, tham khảo ở trên trang chủ của nó nhé Đồ họa game có thể nói là cực kỳ Cực kỳ bắt mắt luôn Và hứa hẹn nó sẽ rất là uh, Rất là thu hút người chơi đây, các bạn có thể xem giao diện game này. Wow, chất thực sự luôn nha anh em. Thì các bạn có thể tham khảo ở trên trang chủ của nó nhá. Ở đây thì mình sẽ nói cho các bạn về cái chương trình đăng ký uh, Wireless IDO. IDO sẽ được mở bán vào lúc 16 giờ UTC vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 21 nhá. Thì còn khoảng tầm 2 ngày nữa thôi. Và các bạn có thể đăng ký danh sách chờ ở trên Infinity Pass để có cơ hội mua IDO của dự án rất là tiềm năng này nhé. Đấy, các bạn xác định mua được thì chúng ta sẽ ích tài khoản thôi. Thì ở đây thì các bạn sẽ ở đây nó có này, uh, chúng ta phương thức huy động vốn ở trên Infinity Pass ấy Infinity Pass là một cái nền tảng để uh, gọi là lăn pass các cái dự án uh, IDO nhé các bạn. Đấy, thì cũng khá là uy tín. Ở đây thì uh, nó sẽ có những cái hình thức là thứ nhất là hâu cái đồng INFP cái đồng của dự án Infinity Pass này này hoặc là các bạn sẽ đăng ký và à có 300 suất tức là 400 suất tổng là 400 suất ngẫu nhiên ấy. đấy Đấy dành cho 100 người hàng đầu sẽ được đảm bảo này và 300 slot sẽ được ngẫu nhiên này. Ở đây thì chúng ta chỉ cần làm những nhiệm vụ đơn giản của nó thôi để các bạn có thể à, tham gia và các bạn cần phải điền cái địa chỉ ví Binance Smart Chain cũng như là địa chỉ ví Solana của các bạn và trên ví Binance Smart Chain của bạn ấy thì các bạn cần phải có sẵn số lượng BUSD. Đấy, ở trên ví Binance Smart Chain để các bạn có thể mua IDO và giá mua IDO là 0.05 BUSD cho một đồng nhá. Đấy. Và tổng à, kêu gọi vốn ở cái vòng này đó là 150.000 USD. OK thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn cách tham gia này. Đầu tiên các bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ. À, đầu tiên là chúng ta sẽ follow trang Twitter này. Tiếp theo là các bạn sẽ uh, retweet bài viết của nó ở trên Twitter. Đây chính là cái bài viết này các bạn nhấn retweet lại nhé. OK sau đấy thì các bạn sẽ nhấn vào Continue tiếp tục. Tiếp theo này join vào group và channel các bạn truy cập vào. Ở đây thì mình đã roi hết rồi tại vì những cái dự án này trước đây chúng ta đã từng làm aerob rồi các bạn ạ sau đó các bạn nhấn continue nhé tiếp theo này nó hỏi là bạn có hâu cái đồng token của nó không của dự án infinity pass này không token in này không thì các bạn có thể trả lời là tôi không À, nếu bạn hâu thì các bạn điền tích vào đây. Đấy. Ở đây thì mình không có nên là mình không không không. Tiếp theo các bạn điền địa chỉ ví Binance Smart Chain của bạn. Cái địa chỉ ví này là địa chỉ ví các bạn dùng để mua nhé. Và khi mà trúng IDO whitelist thì các bạn cần phải có sẵn BUSD ở trên ví này để các bạn mua. Đấy các bạn nhấn continue. Tiếp theo này là chúng ta sẽ điền cái uh, Solana address tức là địa chỉ ví Solana của bạn ấy các bạn có thể sử dụng ví Phantom hoặc là sử dụng ví Solet nhé các bạn đăng nhập vào ví Phantom sau đấy các bạn copy cái địa chỉ ví Phantom của bạn hoặc là các bạn sử dụng ví Solet tùy các bạn nhé hai cái ví này đều được miễn là của nó là Solana là được mạng Solana đấy thì các bạn nhấn continue tiếp theo này share with your friend to unlock entra entry tức là cái này có nghĩa là gì cái này có nghĩa là các bạn à, cái kiểu này thì các bạn sẽ lấy được cái đường link này này. Các bạn giới thiệu thêm thật nhiều bạn bè thì các bạn sẽ được thêm cái điểm entry và càng nhiều điểm thì các bạn sẽ có càng nhiều cơ hội để mua được IDO của nó nhé. Trong top 100 ấy thì các bạn chắc chắn sẽ có được một suất mua IDO của cái dự án Sonic này. Đấy. Thì tiếp theo cuối cùng cái nhiệm vụ này hoàn thành tất cả các cái nhiệm vụ kể cả nhiệm vụ giới thiệu này để các bạn nhận được thêm 10 entry nó sẽ cộng vào đây. Ok, xong. Thì cái chương trình này nó sẽ kết thúc trong vòng 36 tiếng nữa, hơn một ngày nữa nó sẽ kết thúc. Và các bạn à, theo dõi ở trên những phương tiện truyền thông của nó để có thể à, cập nhật được danh sách Wallet à, chúng ta trúng thưởng hay là chúng ta có trúng hay không. Thì các bạn cập nhật ở trên trang Twitter của hai dự án đó là Sochic NFT và cái dự án đó là à, Infinity Pass này. Thì các bạn cập nhật. Ở trên danh sách hoặc là nếu như mà mình mà trúng một phát là mình sẽ update video hướng dẫn cho anh em luôn Ok cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiểu sư phụ nhé Chúc các bạn luôn luôn kiếm được thật nhiều coi và thật nhiều tiền những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại